Qua bậc 6 là gì? Yeah. Rồi dừng lại ngay tại chỗ này một chút. Trong cái giọng đô trưởng và bậc 6 của nó là hai cái giọng song song nhau. Hai cái giọng này là giọng song song. Song song có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong giọng la thứ nó sẽ có những cái hợp âm giống y chang như giọng đô trưởng. Giọng đô trưởng nó có những hợp cho âm giống y chang như giọng la thứ. Ok. Yeah. Cái này nó còn hơi mơ hồ. Nếu trong trường hợp em chưa biết đệm hát, chưa bao giờ suy nghĩ về đệm hát, nhưng mà em có tưởng tượng nó là hai giọng, một giọng thứ và một giọng trưởng. Một giọng thứ và một giọng trưởng. Giọng thứ là khác hoàn toàn, giọng trưởng khác hoàn toàn. Nhưng trong trường hợp tất cả những cái giọng, nó sẽ có một cái giọng song song đối với nó. Song song có nghĩa là giống y chang gần như là anh em sinh đôi, chỉ có nghĩa là sinh ra hai đứa, một đứa trai một đứa gái thôi, hiểu chưa? Thì trong cái giọng đô trưởng nó có những hợp âm gì, thì trong cái giọng la thứ có tất cả những hợp âm giống y chang đô trưởng. Hai cái giọng này nó sử dụng cùng chung dấu hóa, có nghĩa là đô trưởng không có một nốt dấu hóa bất thường nào, không có một dấu hóa nào hết, thì la thứ nó cũng vậy, không có dấu hóa. Cho nên khi tìm được cái giọng đô trưởng có những hợp âm gì trong la thứ, nó cũng sẽ có y chang những hợp âm đó. Ví dụ đô trưởng nó có re, có mi, có pha, có son, có si thứ bảy triệu năm, có la. Thì trong la thứ nó cũng có vậy luôn. Re, mi, pha, son, pha. Ok không? Yeah. Ok. Đó. Thì đây là một cái cách học và tìm học âm. Nếu giả sử như mình học cái cảm thấy cái vấn đề này nó quá lâu thì mình bắt đầu áp dụng lên cần đơn để tìm nó. Ví dụ giọng đô trưởng nó có những cái học âm nào, mình đánh theo thế tay đi. Em biết những học âm đô trưởng như thế này không? Đô này biết không? Dạ biết. Ok đó. Em không thuộc, em không có thuộc, nhưng mà em đếm lên thì được. À, đếm lên được. Ví dụ đây cũng là đô trưởng này biết không? Là nó đây này, nó đây cũng là nó luôn nè. Dạ biết. Nó ví dụ như thì thế tay ở đây có nghĩa là khi mà bấm đô trưởng này là qua bậc hai của nó là rê, là đây lên đây qua mi, rồi đô trưởng qua bậc bốn là như này. Ví dụ nha, đô trưởng nè qua bậc bốn là pha, là em sẽ bấm như thế này đúng không? Son. Rồi thì qua rê trưởng em chưa biết về trong giọng rê trưởng nó có những gì, em bấm y chang theo kiểu đó trên rê một cung qua một bốn. Đó, hiểu không? Dạ hiểu. Đó là cái cách đếm, mặc dù là em chưa biết trong giọng rê trưởng nó sẽ có những cái nốt thân, nốt dáng, nốt gì đó bất thường. Em chưa biết, nhưng mà khi mà làm như vậy em sẽ biết được. Em sẽ biết được theo thế tay. Nhưng còn trên nhạc lý em vẫn chưa biết. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện ví dụ như re trưởng, ma son trưởng, qua la. Thì lúc đó em sẽ thấy được nốt đô thanh, tại vì la trưởng là đô thanh. Đó là mình sẽ biết được trong giọng re nó chắc chắn nó sẽ có một nốt đô thanh. Thì chưa đủ, qua bậc khác nó còn xuất hiện thêm nốt nữa. Cái đó chỉ, anh sẽ chỉ thêm chuẩn bị tới liền. Rồi, như vậy từ cái giọng đô trưởng này mình có thể suy ra cái giọng rê trưởng nó gồm có những hợp âm gì, làm được không? Yeah. Được. Yeah. Ok, bây giờ anh sẽ qua cái giọng rê trưởng để cho em làm, nhưng mà học về nó hơi nhanh, nếu nó hơi nhanh thì hôm sau có thể học lại hôm sau. Rồi, đây là đô trưởng xong, nắm hết rồi đúng không? Dạ. Yeah. Còn cái hợp âm cuối cùng nữa, hợp âm si. Si trong một trường hợp này là si gì? Này hơi khó.
này nó hai quãng ba thứ chồng lên nhau đúng không? C bảy. No. Yeah, là... No, từ C mà đi lên R. C là 1, R là 3. Nó là một cung rưỡi đúng không? Dạ. Yeah. R lên pha. R là 3, pha là 5, cũng một cung rưỡi luôn. Đúng không? Cũng một cung rưỡi luôn. Nó đâu có trong cái khái niệm hợp âm thứ và hợp âm trưởng gì đâu. Thì lúc này nó gọi là hợp âm điên. Có bao giờ nghe tên hợp âm điên chưa? Dạ nghe. Đó thì nó đó lúc này nó trở thành si điên. Ok. Âm điên là hai quãng thứ chồng lên nhau. Ừ. Hai quãng bờ thứ chồng lên nhau. Nhưng khi có bậc 7 nữa thì lúc đó nó sẽ thành thứ 7 trừ 5. Có bao giờ nghe hợp âm thứ 7 trừ 5 chưa? Chưa. Chưa. Cái này hơi lâu, cái này nó vượt qua triad. Cái này học sau. Ngay từ đầu anh đã nói với em là hôm nay mình chỉ học triad là 3 bậc thôi. Tại vì khi nó có bậc 7 vô nó sẽ gọi tên gọi là khác. Cho nên thí dụ trong trường hợp C này là C đêm, nhưng mà có bậc 7 vô là nốt la nữa, thì lúc đó người ta sẽ gọi nó là C thứ 7 trừ 5. Này. Nếu giả sử chưa có la thì nó là C đêm, C rê pha. Nhưng mà khi có la vô nó thành C thứ 7 trừ 5. Ok, cái này vượt qua rồi, vượt qua khả năng rồi. Cứ học 3 cái học bằng trả thì cái đã. Ok, còn gì không hiểu không? Dạ, hiểu hết. Rồi, anh cho qua cái giọng rê để cho em tự tìm nha. Dạ. Tự tìm có nhiều thế nào. Rê trưởng. Ok, rồi. Rê là bậc 1, thì bây giờ trong giọng rê bậc 2 của nó là hợp âm gì? Bậc 2 là gì? Sus. Hả? Sus. Bậc 2 là gì em? Ủa sao từ mi lên son đó là à một à em mi, đừng quan mi thứ em đừng quan đúng rồi mi thứ nó là mi thứ. Trong trường hợp mà mình bị mình bị không biết, mình không tính toán được á, thì mình suy nhớ về cái giọng đô trưởng. Đô trưởng nó qua bậc hai là bậc hai thứ, được không? Thì khi đó mình mới nhớ lại cho cái giọng rê này, bậc hai của nó chắc chắn sẽ là bậc hai thứ. Thì bây giờ mình chưa biết thì mình chưa tính toán được thì mình nghi suy nghĩ vậy, nhưng mà khi tính toán được thì phải tính. Ví dụ như từ rê mà qua bậc hai của nó là mi thứ, tại vì mi lên son là một cung rưỡi, son lên si là hai cung, để cho nó ra học âm mi thứ. Rồi vậy bậc ba pha thăng thứ, tại sao trong bậc ba nó là pha thăng biết không? Từ pha thăng lên la là một cung rưỡi. Rồi anh biết rồi, đó là pha thăng thứ. Nhưng mà tại sao trong trường hợp này tự nhiên nó đang pha bình thường lại sao? Tại sao nó thăng lên trong chỗ này, trong giọng này? Suy nghĩ coi tại sao tự nhiên pha lại thăng lên. Được không? Được không? Dạ. Yeah. Ok. Quay lại cái công thức của đô trưởng. Nhớ nè, quay lại công thức này nè. Anh nói lại công thức này là gốc. Công thức này là gốc, bất di bất dịch. Nhớ nha, hai quãng ba đầu tiên nó là hai cung nè. Hai cung nè, thấy không? Có nghĩa là từ đô, từ bậc 1 lên bậc 2 là một cung, bậc 2 lên bậc 3 là một cung nữa để nó có thành hai cung.
nhớ là từ bậc 1 lên bậc 3 luôn luôn, hai cung. Rồi quay lại cái giọng rê trưởng, từ bậc 1, bậc 1 là rê nè, lên bậc 2 là một cung, đúng rồi. Bậc 2 lên bậc 3, em nhớ là bậc 2 lên bậc 3 nó chỉ là nửa cung thôi à, từ mi lên pha nó chỉ có nửa cung à, đúng không? Thì buộc trong trường hợp này pha phải thăng lên để cho nó đủ một cung, hiểu chưa? Thì lúc này nó sẽ xuất hiện nốt pha thăng rồi nè. Lúc này nó sẽ xuất hiện nốt pha thăng. Thì em mới nhận thấy rằng cái này, cái chữ đen một cung nửa cung này nè, là bất di bất dịch. Nó là một cái công thức, nó là một công thức để mình tính toán ra những cái dấu hóa. Cái công thức trong vọng trưởng là thứ nhất là một cung, thứ hai là một cung, thứ ba là một cung rưỡi, thứ tư một cung, thứ năm một cung, thứ sáu một cung, thứ bảy một cung rưỡi. Đây là cái công thức bất di bất dịch nha. Qua cái giọng đô trưởng em sẽ thấy nó y chang như vậy đó. Một một cung, một cung, nửa cung, một cung, một cung, một cung, hiểu không? Mất cái camera rồi. Có hiểu vấn đề này không Duy? Dạ hiểu. Đó, đây là cái công thức mà người ta sẽ luôn luôn dựa dẫm vô nó để tính tính bất kỳ một cái giọng nào, tính bất kỳ một cái bậc nào. Ok. Dạ. Ví dụ như vậy, bây giờ qua một cái giọng khác. Nhớ nè, lấy công thức này ra luôn luôn ghi nhớ nè. Cái công thức này là cái công thức mà mình sẽ áp dụng cho nó cả đời. Nếu giọng trưởng một cung, một và hai cung, nó vậy đó. Học nhạc lý thấy nó khô khan, thấy nó mệt vậy đó, nhưng mà khi áp dụng lên đàn nó dễ lắm. Từ từ bình tĩnh thôi. Nó chưa quen thì nó rất khó nhớ, nó quen rồi nó dễ nhớ lắm. Có nghĩa rằng tất cả mọi thứ có nghĩa là mọi giọng điệu nó sẽ trưởng, mọi giọng điệu ở trưởng nó sẽ suy ra từ đô trưởng này. Lấy đô trưởng là bậc 1. Nếu gì qua cái giọng pha trưởng hay là giọng son trưởng thì cứ lấy cái giọng nốt pha đó là bậc 1, son đó là bậc 1 để tính toán dựa trên cái số cung nửa cung một cung đó. Hiểu không? Dạ. Rồi thí dụ như qua giọng mi trưởng đi. Đó. Em sẽ thấy là cũng cái số nửa cung một cung này nó cũng y chang như vậy. Nhưng mà mình bắt đầu tính nè, mi là bậc 1. Đúng không? Thì trong cái góc đó là mi lên pha đó có chỉ nửa cung thôi à. Thì bây giờ muốn cho đủ một cung thì mình phải tăng pha lên để cho đủ một cung. Hiểu không? Thì từ pha mà lên son là nửa cung, pha thăng lên son nửa cung thì mình phải tăng cái son này lên nữa để cho nó thành một cung. Đó, thì tất cả dựa theo cái này áp dụng vô. Thì trong cái giọng mi là trưởng này nó xuất hiện bốn dấu thăng. Đó là pha, đồ, son, rè. Pha, son, đồ, rè. Có nghĩa là trong giọng trưởng nó sẽ có bốn nốt thăng. Cái này hỏi sau đó em sẽ hỏi học để làm cái gì? Học để mình biết được cái âm giai của nó mà mình sử dụng. Thí dụ, đọc đô trưởng này. Đây là rê trưởng này. Đây là mi trưởng này. Rồi, anh đánh cái âm giai từ mi. Mi, pha, son, la, si, đô, rê, mi. Thì em sẽ thấy được đánh y chang lên trên giọng đô trưởng luôn. Đây là cái giọng mà không có dấu hóa nào. Thí dụ qua mi trưởng. Amen. Thì lúc này em sẽ thấy những cái nốt pha thăng y chang lên đó nè. Đầu tiên đó là nốt pha thăng. Nốt thứ hai là nốt son thăng. Nốt thứ tư là nốt la bình thường. Nốt si bình thường. Lúc đô thăng lên, rê thăng lên, mi, thì để nó mới ra giọng được mi trưởng. Dựa theo cái công thức đô trưởng này hết. Lên rê cũng vậy, mi cũng vậy. Thì lúc đó nếu giả sử không biết nhạc lý thì mình không biết tại sao nó lại có những cái nốt này. Thì sau khi học nhạc lý em biết được à, nó sẽ xuất hiện nốt pha thăng, son thăng, đô thăng, rê thăng, lên mi. Hiểu không? Nắm bắt kịp không?
Ok. Ok không? Có bị gì không? Có bị gì không? Cần hỏi không? Anh muốn em hỏi một cái câu hỏi nào đó. Hả? Không, cái này em hiểu. Ok, tốt lắm. Đó, rồi bây giờ qua giọng thí dụ vậy mình qua giọng khoa trưởng đi. À, khoa trưởng nó chỉ có một nút si gián. Tại sao nó là si gián? Ví dụ như vậy. Rồi, cũng dựa theo công thức nữa, công một cung đó. Đây nè, nó đây. Thì bây giờ từ pha lên son đủ một cung đúng rồi. Son lên la một cung đúng rồi. Trong trường hợp này, la lên si. Bản thân của nó là một cung. Đúng không? Nhưng mà công thức của nó là chỉ có được nửa cung thôi. Thì si mình phải dán xuống mà. Hiểu chưa? Đó, si phải dán xuống. Si lên đô. Si dán lên đô là một cung đúng rồi. Đô ra một cung, ren mi một cung, mi lên pha nửa cung. Rồi lúc đó mình sẽ đánh cái âm dài pha trưởng trên này. Mi mi pha son pha son la si si dán. Nó sẽ xuất hiện một nốt si dán thôi. Ok. Kịp không? Dễ đúng không? Rất dễ. Rồi. À, bây giờ dừng lại cho em mình tính được cái bậc của nó. Thí dụ trong giọng pha trưởng thì bậc hai của nó là son gì? Son thứ. Yeah. Bậc ba. Ba là la thứ. Rồi bậc bốn. Si gián trưởng. Yeah, chính xác. Ok. Thì đó. Lúc này mình mới đợi hát nè. Trong giọng pha trưởng nó sẽ xuất hiện những cái hợp âm đó. Lên son thứ. Si. Ok, hiểu chưa? Hiểu bài chưa? Dạ, hiểu. Đó, nó là vậy đó. Thì giả sử như mà em không biết được nó thì em không nghe được, không có cảm âm được. Nhưng mà em biết được rồi, nó bậc 2 là 2 thứ, 3 là bậc 3 thứ luôn. Thì nó không có cái chuyện rơi vào những hợp âm khác. Thí dụ như đang giọng là son pha thưởng đúng không? Nó không có cái chuyện là son thăng thứ. Nó thua liền. Nghe nó bị phô liền không? Nó chỉ có là... Chứ còn nếu giả sử nó qua giọng son thăng thứ thì thí dụ như... Nghe nó phô liền không? Nghe nó bị khó chịu liền đúng không? Thì lúc này nó sẽ đòi hỏi là nó sẽ đang ly điệu ra một cái giọng khác. Có nghĩa là đang chuyển hoàn toàn qua một cái giọng khác. Thì lúc đó nó ở một cái vị thế cao hơn, mình đòi hỏi phải cần học cao hơn. Nhưng mà chưa tới. Em chỉ có dừng lại nơi ngay cái thời điểm này thôi. Ok. Có bị nhiều quá không? Nhiều kiến thức quá không? Cũng giống nhau. Đó. Nó dễ thì bây giờ mình vận dụng lên đàn. Mình cũng tìm hiểu y chang như vậy. Để mình nhớ được hết tất cả những hợp âm đó. Hiểu không? Thí dụ như là từ đô. Khám phá được những cái nốt gì, giọng gì. Thì từ rê. Mình cũng khám phá y chang như vậy. Nhưng mà dựa theo cái thế này. Lên mi cũng vậy luôn. Lên pha cũng vậy luôn. Bắt đầu tìm hiểu qua bậc 4, qua bậc 5 thí dụ vậy. Rồi mi qua bậc 4, qua bậc 5. Rồi rê cũng vậy luôn. Qua bậc 4 là cái gì? Qua bậc 5 là cái gì? Dựa theo cái thế tây. Nếu như trong trường hợp mình không nhớ hết nổi những cái lý thuyết này, mình dựa theo cái thế tây. Ok. Bây giờ nhiệm vụ của em là sẽ tìm ra được hết những cái giọng đó. Em tự tìm trên đàn để mình dễ nhớ thôi. Giống gì hết. Mình không cần phải nhớ cái gì. Nhưng mà theo anh nên nhớ, theo anh, kinh nghiệm của anh, nên nhớ là nhớ vậy nè. Giọng rê trưởng là có hai nút thăng, giọng mi thưởng trưởng là có bốn nút thăng. Như thí dụ vậy, giọng pha trưởng là có một nút si gián. Để sau này mình đờn, mình solo, mình sẽ biết được nó là giọng gì. Ví dụ sau này mình không biết solo làm sao mà cái giọng đó là giọng pha trưởng thì mình sẽ, chắc chắn là mình sẽ buộc sẽ đánh nốt si gián vô để nó mới ra giọng si pha trưởng. À, thí dụ pha solo nè. Đó, pha trưởng. Nếu giả sử mình không đánh nốt si gián thì nó sẽ không ra giọng pha trưởng. Thí dụ như anh đánh cho em nghe. Thank you.
lúc đó nó sẽ ra ra giọng đô mất, hiểu chưa? Đó thì trong đó một pha trưởng nó phải luôn luôn có nốt si dáng đó, là mình nhớ nhớ vậy để sau này mình solo mình sẽ tìm tới cái nốt si dáng đó mình đánh thì nó mới ra giọng pha trưởng được. Ok không? Thì bây giờ tìm ra những cái giọng khác, ví dụ như giọng son em tìm ra hết, sử dụng la em cũng phải tìm ra hết những cái hợp âm của nó, em ghi ra giấy xong rồi em áp dụng lên đàn. Đây là một cái cách học nhạc lý để nhớ những cái hợp âm như vậy để sau này cảm âm đơn hát cho người ta. Dạ. À, nãy giờ là có đồ re mi fa rồi đúng không? Giờ anh đưa ra mấy cái hình son la si để cho em chụp luôn nè. Son trưởng nè, chụp lại nè. Ok. La trưởng nè. Si trưởng nè. Rồi đó, hết giọng trưởng rồi đó. Hôm sau học giọng thứ. Nhưng mà trước khi học, trước khi học giọng thứ thì phải hiểu giọng trưởng nó gồm có như vậy vậy. Ở đây nó chỉ là bậc 1 cho tới bậc 7 thôi, chứ chưa có bậc 1 thăng, chưa có bậc 2 thăng gì hết, nghe chưa? Chưa hết, chưa có đô thăng trưởng là cái gì, chưa có đô, chưa có rê thăng trưởng là gì hết. Thì cái đó mình có thể tự tìm được dựa theo công thức đó, dựa y chang như vậy. Dựa y chang công thức là một cung, nửa cung, một cung, một cung, một cung. Em hiểu không? Nhớ là cái công thức đó là cái công thức, nó là nền tảng, nó là cái gốc để suy ra mọi vấn đề.